Thưa quý vị, hôm nay Ngọc Huyền thật là hạnh phúc để được chia sẻ đến quý vị về trầm hương. Và Ngọc Huyền được biết trầm hương qua Trầm Hương Nguyễn, trầm 100%. Nhờ trầm hương, khi mà Ngọc Huyền sử dụng, Ngọc Huyền đã nhận được tài lộc, may mắn cả trong công việc làm ăn và thuận hòa trong gia đình. Khi tìm hiểu sâu hơn về trầm hương thì Ngọc Huyền lại cảm nhận được trầm hương kềm chế được cảm xúc của mình, giúp cho mình bớt nóng giận, giúp cho mình luôn hòa nhã trong công việc làm ăn, trong gia đình, và dùng cái trái tim từ bi hỷ xả đối với mọi người. Quý vị, khi mà Ngọc Huyền đeo cái vòng trầm hương này nè quý vị, da chạm nhiều với da thịt của chúng ta thì trầm hương toát ra mùi hương, giúp tinh thần luôn sảng khoái, minh mẫn, giảm stress trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Quý vị ơi, còn một điều mà Ngọc Huyền muốn chia sẻ nữa, đó là mẹ Ngọc Huyền, bà rất tin tưởng và đặc biệt là rất tin yêu hàng của công ty Trầm Hương. Bởi vì hàng chính hiệu khi bà đeo vào đó, giúp cho bà sảng khoái tinh thần, vui vẻ hòa nhã. Đã vậy, bà để trầm hương dưới gối ngủ của mình, giúp cho bà một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ngon, bình an hạnh phúc ngay cả trong giấc ngủ. Trầm hương là một loại phong thủy rất là đặc biệt, xua đi tà khí, xua đuổi đi những điều không may mắn, những rủi ro, để đem đến tài lộc thịnh vượng đến cho chúng ta. Chính vì vậy, một lần nữa Ngọc Huyền chân thành cảm ơn Trầm Hương Nguyễn, đặc biệt là công ty Trầm Hương, đã giúp cho gia đình Ngọc Huyền và Ngọc Huyền nhận được thấy sự lợi lạc trong cuộc sống qua trầm hương. Quý vị ơi, khi mua trầm hương, nhớ hãy đến với Trầm Hương Nguyễn để được sử dụng hàng thật 100% nha. Cảm ơn Trầm Hương Nguyễn.